Đây nhá, đây là mấy đôi Hashi rất là đẹp đây. Toàn người đẹp đây. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay chúng ta cùng đến với hội xuân Quảng Lạc nhá, ở cây số 5 nhá. Đấy. Hôm nay ở đây là cái sân bóng ở trung tâm của hội. Ở đây có một cái vườn đào rất là đẹp. Mọi nam thanh nữ tú đang chụp ảnh này rất là đẹp đây. Đấy. Còn ở bên đường bên kia là chủ yếu là bán đồ ăn với cả đồ chơi nhá. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho quý vị và các bạn đón xem cái toàn cảnh cái hội này nhá. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhá. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhá. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Chụp ảnh tiếp đi. Ui đây à, đây các em chụp đang chụp ảnh à? Đẹp đấy nhở? Xinh đấy. Đây thì là có mấy chị đang chụp ảnh trong vườn đào rất là đẹp. Mấy chị chụp ảnh xong chưa? Ra hát si thôi. Ra hát si. Ôi, được chụp nữa, sao là được chụp cái gì ô? Đẹp này mới chụp chưa? Đẹp đây. Chụp tiếp tiếp đi chị. Đây này, đây này, ui rồi, đây đẹp thế. Trang điểm đẹp nhở chị. Đây chị kiểu máy đi đứng như này này. Không. Chẳng nó cũng như thế chứ. Dạ. Chân. Chân. Đấy. Chân. Như này. Này á. Đấy, đứng không phải để cho nó điệu đời tí. Điệu đời. Tạo dáng các kiểu đi. Hất từ sau đi, tâm hết từ hết rồi. Đấy. Đó là hất hất như thế già người lắm hả? Đấy. 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 Tóc nó rối hết rồi. Hai tay. Hai tay nắm này này. Hai. Rồi. Chưa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ở đây là đông người nhất. Mọi người hát xì thấy rất là đông vui nhá. Vui quá chú nhở. Hát chưa chú? Chuẩn bị hát quay ra. Đây à? Đây đang hát đây à? Cái gì thì phải chôm. Cứ chị nào. Quay hết tất cả các chị. Vào xem chưa? Chưa thấy em. Đấy, bây giờ là mọi người đang dồn đến để tập trung đến để hát si rất là đông. Ôi. Có đẩy da trắng lâu lắm mới thấy xuất hiện.
Đây nha, mấy đây là mấy đôi hát xì rất là đẹp đây. Toàn người đẹp đây. Chúng ta cũng đi ngắm người tiếp nhở. Rất là đông nhá. Rồi. Mấy chú này đâu, toàn người đẹp ngoài cái đi hát đi. Đây này. Đây này. Đấy, người nào mà không biết hát si thì là nghe nhá. Chú hát chưa chú? Chưa tìm được người á? Cứ tìm người hát đi nha chú, cháu đi quay một vòng đó. Ừ, cháu quay đi, cháu đến lâu chưa? Cháu đến một lúc rồi. Vâng. Lê Kim Lê Chim anh. Video YouTube. Lê Hội. Lễ hội gì nhỉ? Băng mò khoảng cây số 5, cây số 5 khoảng là. YouTube là gì anh? YouTube là Khai Kim HC. Khai Kim HC. Anh có thể tìm hàng Khai Kim HC nhá. Khoảng mình ngày mai nhá, hoặc là có nhá. Đồng vui nhá. Đây người mẫu ảnh rất là đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ lên cái phần bán hàng nhá, cho quý vị cùng đón xem nhá. Bán hàng này rất còn nhiều, rất là nhiều đồ chơi các thứ này. Đây chưa hát hả chị? Đây có hai anh này đây, có hai anh. Có hai anh to cao đây đây. Yeah. Để em đi quay một vòng đó. Đây cũng có hát nhá. Ở trong này sẽ có hơn. Đây không có ai hát à? Có mà cô, ngoài kia nhiều lắm.
cô ra hát đi. Ngoài kia đông lắm, đứng ở đây là sao có được. Có mà. Bây giờ cháu mới đi quay một cái video này. Cô ở đâu nhở? À cô nhà chỗ nhà chị Thìn nhở? Để cháu đi quay một vòng thì cho quay lại nhá. Vâng, cháu cô nhá. Đó chú nhá. Tí vào trong kia hát nó đông lắm, vào trong kia đông. Đây là cái phần hội ở trên đường nhá. Ở đây thì có rất là nhiều trò chơi này, thịt quay này. Có hai đơn trẻ đôi trẻ không? Có, dưới kia đầy nhiều lắm anh ạ. Xuống đi. Thì quay là làm nhá. Vâng. Quay này ngon chưa này? Đấy. Đây là có những cái trò chơi như là phi tiêu, bắn bóng, bắn kiểu. Anh không gương không mũ anh ạ. Thế à, lần sau đi cẩn thận hơn nhá. Đây là phía đầu trên nha quý vị nhá. Đấy. Mọi hôm đông quá nó còn tắc cả đường mà. Nhưng mà bây giờ đến chắc là chưa đến giờ tắc đường đâu. Rất là khó đi này. Ở đây thì bán quần áo nùng này đó. Ngon nhỉ. Xinh này. Ủa, nhỏ to đấy. Các kiểu rất nhiều nhá, kem bốc khói là các khói, kem khói sen chính nhỏ khác, kem khói sen chính dài khác.
đi khẩn trương hơn để đỡ tốn thời gian mà để review hết được hội trong vòng khoảng 30 phút ở lại. Ở đây thì là chỗ đỗ xe để vào hội rồi. Mọi người sẽ đỗ xe đây để vào hội, có thể là gửi xe ở đây. Cứ đi đi, đi đi em bình thường mà. Giờ mình sẽ quay lại nhá, bởi vì là đây là cũng là đầu hội rồi, hết người rồi. Ở bên này thì là có một quán ăn nhậu, mọi người rất là nhậu đấy, rất là đông. Lên nhá, ăn kem ngon nhở. Có thể nhìn thấy cao khóc cơ đó. Đi quay một vòng xung quanh đây mà. Đấy, củ đậu này, mía này, rất là nhiều đồ ăn nhá. Đây là một trò phi tiêu trúng thưởng đây. Đưa giải thưởng gì chưa? Ô, sorry nhá. Đây. Bơm. Mọi người, trưa này các chú chưa đi hát si à? Cháu đi quay một vòng á. Vâng. Quay đây ngon nhở, giòn đấy, nhìn đấy nhở. Lúc đấy em đến muộn. Wow. Ngon chưa, đây là đặc sản của Lạng Sơn đây, bán rất nhiều vào ngày những ngày hội này. Đông rồi. Còn là có hot girl đây.
Đẹp quá. Con này. Đi đâu ấy? Ra tay. Đây là đường rẽ xuống khu hội trung tâm đông nhất nhá. Đây là đường rẽ vào Xuân Long nhá. Đây có một quán nhậu này cũng rất là đông nhá, khá là đông. Mấy em bé này ăn ngon thế. Đây nhá, từ đây quý vị có thể nhìn thấy cái khu HC dưới kia nhá. Đấy, phần kia là khu tập trung đông nhất, mình vừa ở khu đấy ra. Đấy, chưa. Đấy, khu này thì bán rất là nhiều đồ chơi. Khu này cũng là cuối hội rồi nhá. Lập trái kia đi. Chào tất cả anh em. Tập trung ở đây để hát si. Lại khai
Vâng. Chú hát chưa? Vâng. Tìm thêm hai người nữa hát chú ạ. Ra ngoài này. Đông đông. Cháu đi một đoạn đấy ạ. Cô thấy mấy cô này không hát à? Kia có hát. Đây mấy ông này này, đây. Vâng. Hay quá. Áo của ai đây? Áo của chú à? Cứ hát đi chú. Người yêu vừa tặng con gấu à chị? Quay vào chỗ trung tâm đây rồi. Chị da trắng ở đâu đấy chị? Da trắng này ở đâu đấy? Quý. Đi mà chị đi. Kết thúc cái video rồi đó.
lại quay lại chỗ các bạn trẻ đang chụp ảnh đây rồi. Vậy là mình vừa review cho các bạn là xung quanh cái hội Quảng Lạc, à, hội này gọi là hội Bắc Mòn nữa, hay là hội cây số 5. À, quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nhé. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhé. Đây gọi là hội hay gọi là hội Quảng Lạc này, Bắc Mòn này, cây số 5 này, đấy đều là một nhé.